Cái kiện đây mình mến chào quý anh chị các bạn, cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã đồng hành cùng ủng hộ xuyên suốt thời gian qua. Lâu lắm rồi mình cũng có quay lại một số dòng cá bảy màu lưu lay với lại vé lưu lay. Hôm nay mình sẽ quay lên một số dòng cá mới để anh chị các bạn ở tỉnh có thể tham khảo đặt hàng. Những con này, tất cả những con này đều là ribbon với lại gen ribbon các bạn. Mình vớt lên một hồ mình quay luôn. Dòng lưu lay trích bông vé lô king cấp ra. Anh chị các bạn thích những con mà có hoa văn trên người thì có thể chọn những con này về cho nhân giống hoặc là lai tạo thêm nhiều dòng mới. Anh chị các bạn thích một số con đen trắng thì có thể chọn những con này về cho thả thủy sinh. Dòng HBY, HBY thì có dòng HBY ribbon và dòng thường. Cái này là dòng không ribbon nha các bạn, HBY không ribbon. Rồi tới HBY dòng ribbon, anh chị các bạn cần hàng giống cho nhân giống hoặc là lai tạo thêm nhiều dòng mới thì có thể đặt những con này về cho sinh sản. Cá này là cá lớn. Anh chị các bạn yêu thích dòng rồng xanh, rồng đỏ, rồng tím, rồng xanh Indo, rồng đỏ Indo. Còn cái này là dòng ribbon, ribbon thì có rồng đỏ ribbon các bạn. Màu sắc với lại tai bơi nó có màu rất là đẹp. Anh chị các bạn thích ribbon thì có thể chọn những con này thả hồ thủy sinh. Trắng mái đều là cá lớn, về là cho sinh sản luôn. Anh chị các bạn thích màu vàng đen thì có thể chọn những con này, dòng Tiger Hatmull. Ở trong bảng giá có đầy đủ tất cả các giá luôn các bạn. Chỉ cần vừa xem video vừa đọc trong bảng giá là biết tất cả rồi. Sau đó anh chị các bạn chỉ cần nhắn tin lại là tôi lấy số lượng bao nhiêu đó với lại tên cá, là nhắn qua số điện thoại là xong một đơn hàng. Rất là nhanh luôn. Còn cái này là cá bảy màu rừng các bạn, dòng Tiger Ender. Anh chị các bạn thích những con mà đen vàng đuôi tia thì có thể chọn những con này về thả hồ thủy sinh. Lúc này thì có rất là nhiều anh chị các bạn được ở nhà thì mình chọn rất là nhiều giải pháp, có thể lên YouTube coi phim hoặc là nghe nhạc. Có một số anh chị các bạn yêu thích những con chim, con cá rồi cây cảnh. Trong lúc này thì anh chị các bạn hãy dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, chăm lo cho gia đình. Lúc nào rảnh thì anh chị các bạn có thể tập ép những dòng cá bảy màu hoặc là cá beta. Khi mà thời gian dịch bệnh này thì anh chị các bạn có thể thư giãn với nhiều trò chơi ở nhà hơn. Anh chị các bạn yêu thích những con mà trắng xanh thì có thể chọn những con này, dòng Lutubat Thái. Tai bơi với đuôi nó có màu rất là đẹp các bạn. Thường thì mình chơi những dòng Lutubat này thì mình để phông nền đen thì cái đuôi nó sẽ lên ánh xanh rất là đẹp. Còn để vô màu trắng là nó bị mất màu luôn các bạn. Dòng Lutubat. Trong video trước thì có rất là nhiều anh chị các bạn thích dòng coi đen. Hôm nay mình cũng quay coi đen short body để anh chị các bạn thích dòng nào thì có thể chọn dòng đó. Short ribbon, coi đen short ribbon luôn. Ủ nu tròn quay. Tiếp theo sẽ là full ron ribbon, vàng thịt rất là đẹp luôn. Những con này là về cho sinh sản luôn các bạn. Vừa rồi là màu vàng. Anh chị các bạn thích những dòng đơn sắc thì có thể chọn những con này, dòng full lách hát mui, dòng full lách đuôi rất là to luôn. Rồi tiếp theo sẽ là rồng xanh Indo. Anh chị các bạn thích những con màu vây lưng phủ xuống như thế này, dòng BDS các bạn, thì có thể chọn những con này. Chống mái đều rất là đẹp, rồng xanh Indo.
Những con này là hàng sai giống luôn các bạn. Thả vô một hồ cá trống luôn, nhìn rất là đẹp mắt. Những con này là anh chị các bạn nhìn từ trên xuống hoặc là nhìn qua hồ kiến đều đẹp hết các bạn. Rồi tới full red bedus, anh chị các bạn thích những con vây lưng cao mà màu đỏ thì có thể chọn những con này, dòng full red bedus. Càng nuôi nó càng lớn thì cái vây lưng nó càng phủ xuống các bạn. Rồng tím thì nó khác violet chỗ là nó sẽ đuôi của nó sẽ tím đậm hơn, và cái nó sẽ mang cái lớp vải metallic trên lưng. Anh chị các bạn thích dòng violet tím đen thì có thể chọn, còn cái này là rồng tím dòng rồng thì nó mang cái lớp metallic dày hơn, nó full lưng đó các bạn. Rồng tím. Anh chị các bạn yêu thích màu tím đen thì có thể chọn những con này, dòng violet. Thường thì những con này nuôi ngoài trời rất là đẹp các bạn, màu tím nó rất là đẹp. Tiếp theo sẽ là full gold sa giống gen ribbon. Anh chị các bạn yêu thích màu vàng thì có thể chọn những con này về cho sinh sản. Bên trại sẽ mở cửa từ lúc 8 giờ sáng tới 21 giờ tối. Anh chị các bạn ở gần thì có thể chạy qua bên trại lựa. Còn ở tỉnh thì có thể xem trong video. Tuần nào mình cũng quay video của cá bể màu với lại tất cả dòng cá cảnh khác. Anh chị các bạn có thể vào kênh của mình để xem đặt hàng luôn. Vừa xem bảng báo giá mà vừa coi cá luôn các bạn. Dòng full gold, gen ribbon sa giống. Có một số con nó chấm tay bơi luôn. Con mái các bạn, nó chấm tay. Số lượng cá bên trại rất là nhiều. Anh chị các bạn mà cần hàng sỉ lẻ thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình. Bên trại sẽ gửi bảng giá qua để anh chị các bạn tham khảo đặt hàng. Còn dòng hiện tại là dòng Dumbo Red Tie. Thời gian qua thì có rất là nhiều anh chị các bạn thích dòng Dumbo Red Tie này. Nuôi càng lớn thì tai bơi nó càng to các bạn. Tất cả toàn bộ những con này là đều là tai bơi xanh hết. Những con này tai bơi xanh thì nó mới nổi các bạn. Anh chị các bạn yêu thích dòng rồng Dumbo thì có thể chọn những con này. Thích đuôi màu xanh lá thì chọn xanh lá, còn đuôi đỏ thì chọn đuôi đỏ các bạn. Cái loại này thì nó sẽ ra hai dòng đuôi xanh với lại đuôi đỏ, nhưng mà nó không ra màu khác nha các bạn. Những con này là đều cá lớn, về là cho sinh sản liền luôn. Dòng rồng Dumbo. Lúc này dịch bệnh cũng hơi nhiều rồi, cho nên anh chị các bạn hạn chế đi ra đường ha, để ở nhà chơi cá thôi, hạn chế ra đường. Rồi tới dòng rồng đỏ Indo. Rồng đỏ Indo này là dáng sọt các bạn, nhiều con nó tròn tròn, nó ngắn ngắn, nhìn rất là thấy cưng. Nhìn từ trên nhìn xuống hoặc là nhìn ngang đều đẹp. Con này thì nó có cái tay bơi nữa, cho nên anh chị các bạn nhìn top view thì nó sẽ đẹp hơn. Còn để vô hộ kiến thì như con này vây lưng rất là khủng luôn nè. Rồng đỏ Indo. Thời gian qua thì nhận được rất là nhiều tin nhắn từ anh chị các bạn đặt hàng yêu thích dòng coi đỏ. Dòng coi đỏ thì có dòng full tai với lại một tai, còn cái này là coi đỏ gen y nha các bạn. Anh chị các bạn thích những con sai giống về cho sinh sản liền luôn thì có thể chọn những con này. Bên trại thường là quay lên những dòng coi đỏ cá lớn.
À, size chung cũng có luôn các bạn, trong bảng giá nó có đầy đủ. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị các bạn rất là nhiều. À, bên Trại thì có bán đầy đủ tất cả các dòng cá bảy màu luôn. Anh chị các bạn có thời gian thì có thể qua bên Trại để lựa, để bắt. Còn nếu mà ở tỉnh thì có thể xem trong video ngày hôm nay để tham khảo đặt hàng. Còn hình thức thì trong video mình đã hướng dẫn, hoặc là anh chị các bạn có thể đọc dưới phần mô tả để đặt hàng. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị các bạn. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Anh chị các bạn có vô tình coi được video thì nhớ bên góc tay phải có chữ đăng ký á, mình nhấp vào. Khi đã đăng ký rồi thì nhớ nhấp vào cái chuông để nhận được thông báo từ những video tiếp theo mà mình đăng lên nha các bạn.